Xã Tài Trải huyện Bắc Hà được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng gia đình năm có ba sạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giao chủ trì triển khai các hoạt động, tổ chức phát động, tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng gia đình năm có ba sạch và mô hình hộ liền kề cổng hoa đường xanh ngõ sáng tại thôn Na Lo hỗ trợ 16 hộ có homestay làm cổng hoa biển tên hộ hỗ trợ giống loại hoa mới, cấp một số vật dụng để phân loại chất thải tại nguồn. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là trên 700 triệu đồng. Việc xây dựng mô hình nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua nhà sạch, đường xanh, ngõ sáng, trường trại sạch trên địa bàn tỉnh.